các anh mình ơi. Toang đến nơi rồi, ôi dồi ôi các em mình ơi. Tết đến nơi rồi, nhìn mà hết cả hơi rồi. Toang đến nơi rồi, hãy các mình ơi, hãy các mình ơi. Viettel Pay trả đen tiền cho đàn rap dài 1 phút, để dành tiền đó ra Tết làm show. Hy vọng chị lỗ một chút, mong chị kế toán ở bên đó luôn mạnh khỏe và luôn vui. Chuyển tiền em sớm cho em còn tính, plan em đã lên xong xuôi. Cả năm cày cuốc kiếm đồng vốn, khát khao này chưa bao giờ vơi. Đưa nhạc rap bay đi thật xa, đi làm show ở khắp mọi nơi. Yeah, em muốn fan em vui, cùng vui ca reo hò. Nhưng đôi khi tiền không có, như muôn đá mà bị treo giò. Nhiều khi mong có nhiều nhãn hàng chạy đến dưới cục tiền màu xanh. Các chú cứ yên tâm viết nhạc và việc kinh phí cứ để bọn anh.